Em Hồng Anh xin gửi lời chào đến anh em đam mê audio trên toàn quốc các anh nhé. Rất cảm ơn các anh đã quan tâm theo dõi cũng như là đồng hành cùng với em Hồng Anh. Các anh mới vào vui lòng ấn đăng ký kênh, nhấn chuông cũng như là nhấn theo dõi để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày các anh ạ. Nếu thấy clip của em hay và bổ ích, vui lòng cho em thêm một like để động viên khích lệ tinh thần. Rất cảm ơn các anh đã quan tâm. Mọi thông tin các anh liên hệ với em qua số điện thoại và kết bạn Zalo với em cũng qua số điện thoại 086-688-0998. Xin chào các anh, chúc các anh một ngày làm việc hiệu quả, vui vẻ và hoan hỉ các anh nhé. Các anh nếu đang bận thì vui lòng lưu lại clip cũng như rằng là ấn theo dõi để xem lại vào một lúc rảnh rang hơn. Còn các anh vui lòng theo dõi hết clip của em để hiểu hơn về những cái món đồ em sắp giới thiệu sau đây. Những cái món hàng cam kết với các anh là chuẩn xịn để anh em yên tâm chơi và trải nghiệm. Việc của các anh chỉ cần quan tâm xem nó có phù hợp với cái nhu cầu chơi cũng như là túi tiền của các anh hay không thôi. Còn mọi thứ đã được em hỗ trợ tư vấn và giúp đỡ các anh trong cuộc chơi các anh nhé. Để làm sao cuộc chơi của các anh được đúng, chuẩn và tốt nhất các anh ạ. Quan điểm của em Hồng Anh là dù các anh đầu tư nhiều tiền hay ít tiền, nhưng việc đầu tiên phải là chuẩn xịn cái đã. Đây là điều rất quan trọng để nó cũng như là một cái tham chiếu để cho cái hệ thống của mình xem cần thừa thiếu hay là cần như thế nào. Những cái mặt hàng rất là đẹp sau đây để muốn chia sẻ đến các anh có thể thấy toàn là những cái sản phẩm dây dẫn chất lượng và rất là tốt các anh nhé. Đầu tiên thì em xin muốn giới thiệu với các anh một dòng dây đến từ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Bản thân em cũng đã bán rất nhiều những cái thiết bị của hãng này. Hãng có tên là Myriad của Anh. Đây là một cái hãng rất là tên tuổi của Anh các anh nhé. Các anh có thể tìm hiểu trên Google The Sirius đây. Và có cái hướng mũi tên. Dây thiết kế rất là đơn giản với một cái màu xanh. Và bộ đầu rắc thì cực kỳ gấu các anh ạ. Rắc rất nặng, chuẩn dây cổ các anh nhé. Các anh có thể nhìn cái phần cao su họ làm cũng khá là tốt và xịn hơn rất nhiều. Tức là khi mà ta cầm trải nghiệm và cầm trên tay cái sợi dây và cái đầu rắc này, cảm giác nó khác hoàn toàn so với lại một số những cái đầu rắc khác. Cảm giác như nó bị công nghiệp hơn. Còn đây họ làm rất là kỹ. Cái đầu rắc có cái ngôn ngữ thiết kế rất giống với lại một số những cái đầu rắc của XLO của Mỹ. Nhưng mà dây này thì là dây chuẩn xịn và đến từ Anh các anh nhé. Và để tìm được những cái cặp dây mà có cái đầu rắc xịn như thế này thì phải nói là vô cùng hiếm các anh ạ. Và giá cực kỳ cao. Với cái lõi dây là được mạ bạc thật. Các anh có thể nhìn em một bên em phải hạ nó xuống một chút để các anh có thể nhìn được cái lõi mạ của nó. Bên trong là bạc thật các anh nhé. Hoàn toàn là bạc thật hết. 100%. Mạ nhá, mạ bạc nhá. Lớp mạ cực kỳ dày. Dây cho cái âm thanh sạch sẽ, chi tiết, trong trẻo. Những cái sản phẩm của Myriad luôn là những cái sản phẩm rất là đáng quan tâm và rất đáng chơi. Các anh có thể nhìn cái đầu rắc này. Đồ răng nặng lắm, rất là dày nhá. Cái phần vỏ này cực kỳ dày luôn. Và cắm rút thì cũng rất là tốt. Tất nhiên rằng là cái lớp mạ thì nó cũng đã xuống cấp theo thời gian rồi. Bản thân cái dòng dây này để tìm được cái đầu rắc zin xịn hãng như thế này là rất khó kiếm. Cái lớp cao su em cầm nắm cực kỳ thích. Một cặp dây rất là chất lượng và có độ dài khoảng 1 mét các anh ạ. Các anh có thể nhìn, em sẽ cầm lên với một cái màu xanh lá cây, lõi mạ bạc thật. Bản thân những cái dây lõi mạ như thế này thì giá nó đã không hề rẻ rồi các anh nhé. Trước đây mua vào nó đã loanh quanh tầm khoảng trên 2 triệu đến 2 triệu rưỡi rồi. Cặp dây rất xứng đáng và rất là tương đồng với lại những cái cặp dây có cái giá thành khoảng trên 3 triệu đến 3 triệu rưỡi, 3 triệu 6. Thế nhưng mà em hiện đang bán cho anh em với cái giá chỉ có 2.200.000 thôi. Một mức giá rất là hợp lý để cho các anh chơi. Giá này là giá xả các anh nhé. Giá này là giá xả rồi. Trước đây nhiều khi còn không thể mua được cái mức giá này cơ. Em Hồng Anh xin lưu ý với các anh là với tất cả những cái sản phẩm mà đã là hàng xả thì vui lòng các anh không đổi
các anh nhá. Vì mức giá này đã là mức giá để em thu tiền về, nên rằng là cũng để một mức giá tốt nhất để làm sao anh em có thể chơi được. Chất âm rất là sáng, chi tiết, sạch sẽ, những cái nốt nhạc cụ nổi rõ. Đôi khi những cái nốt mà trước đây các anh nghe khá là mờ nhạt thì bây giờ nghe nó rõ hơn, mọi thứ nó trở nên phấn khích hơn. Hệ thống mà đang bị ầm ĩ chẳng hạn thì chơi những cái cặp dây này vào, mọi thứ nó sẽ trở nên gọn gàng hơn, tiếng chép tơi cũng như là giải trầm cảm giác sâu hơn. Trung âm thì rất là tốt rồi, đây là đặc trưng của Myriad nên là các anh hoàn toàn có thể yên tâm và chơi một cặp dây rất là ngon, theo cá nhân em là rất là tốt, với mức giá rất là phù hợp. Bộ đầu jack cực kỳ quý hiếm, jack rất nặng. Tiếp theo nữa, ở trong cái clip ngày hôm nay là một cặp dây cũng đến từ Anh. Cặp dây này thì cũng đã bán nhiều rồi, thế nhưng mà cặp này khá đặc biệt bởi vì rằng là nó dài đến 2 mét các anh ạ. Dây thì to các anh nhá. Dây này Isoc, bản này nó là bản tham chiếu, và cái đời này với lại cái dòng dây của Pulsonic thì khá là tương đồng nhau. Xét về cấu tạo thì Isoc này, Pulsonic hay rằng là một số đời của Atlas ấy, có cái nét tương đồng kể là về cấu tạo. Còn cái lớp vỏ thì khác nhau các anh nhá. Lớp vỏ thì khác nhau. Vỏ này là vỏ cao su. Vỏ cao su. Và đủ 4 cái đầu jack của Isoc của Anh. Dây Anh nhá. Jack cực kỳ gấu, các anh có thể nhìn so với lại những cái bọn jack ở bên cạnh. Jack rất là to, jack rất là gấu. Kim loại nặng trịch các anh ạ. Đây cũng có thể xét là dòng dây cổ rồi, dài đến 2 mét cơ. Cái lớp vỏ cho cái trải nghiệm sờ vào thôi cũng đã thấy rất là sướng rồi. Để các anh có thể nhìn ý sốc này. Một số những cái đời của dòng dây này thì họ sử dụng một số các loại đầu jack khác nhau. Ví dụ như là đầu jack có chữ Isoc như này. Hoặc là có một số những đời thì sử dụng hẳn đầu jack của WBT. Thế nên rằng là một cặp dây nó cũng có giá thành khoảng 3 triệu mấy đấy. Cho một cặp dây dài 1 mét nhá. Thế còn cặp dây này của em thì giá thì tương đối là tốt và hợp ví để cho các anh cần dây dài, dây to. Đây, các anh có thể nhìn em có một cái đoạn ngắn của nó em giữ lại để cho các anh có thể xem được cái cấu tạo bên trong. Các anh có thể nhìn là một cái lớp chống nhiễu này, cũng như là cái lớp lõi bên trong thì cực kỳ mềm. Cũng không phải là quá mềm đâu, nhưng mà nói chung cũng là mềm các anh ạ. Và chất đồng thì rất là tốt nhé. Chất đồng rất là tốt. Cảm quan thì rất giống với lại của Atlas hay là Pulsonic. Thương hiệu của Isoc thì có lẽ là cũng không quá xa lạ với anh em yêu thích chơi đồ Anh rồi. Các anh có thể nhìn đây là cái lõi bên trong của nó. Âm thanh rất là trung âm thì rất là đẹp, ngọt ngào. Mọi thứ được hòa quẹn khá là tốt, trung âm tốt. Giải trầm cũng như giải chép thì ra được, nhưng mà nó sẽ không bị lấn át, làm cho hệ thống nó hài hòa hơn. Và nhất là những cái cặp dây này sẽ giúp cho anh em nghe lâu mà không cảm thấy mệt mỏi. Đây là một điều hết sức là hữu ích trong việc là chơi dây dẫn và thiết bị. Đấy là cái điều mà rất nhiều anh em hướng đến và tìm. Dây to. Em đang bán với mức giá là 3 triệu rưỡi cho cặp dây dài 2 mét này các anh nhá. Đến từ Anh các anh nhá, hàng chuẩn xịn, anh em yên tâm chơi. Đầu jack rất là lớn. Một cặp dây khá là tốt để phục vụ các anh. Tiếp theo nữa là một cặp dây đầu Rosea và một đầu là XLR. Đầu này là để cắm ở trên pao. Đây gọi là đầu đực các anh nhá. Dây có cái độ dài 1 mét và rất là mềm. Các anh có thể thấy dây rất là mềm và cũng đến từ thương hiệu Isoc Interconnect đây. Và có cái hướng mũi tên. Cặp dây rất là mềm, độ dài 1 mét. Ngon bổ rẻ đúng nghĩa cho các anh chơi. Với cái mức giá là 1,1 triệu các anh nhé.
1 triệu 1, đáng nhẽ là 1 triệu 2. Thế nhưng mà em chủ động giảm cho các anh 100 nghìn để cho các anh có thể chơi và trải nghiệm được cặp dây này với giá thành là 1 triệu mỗi thôi. Giá này thì cũng đã cân đối và rất hợp lý để cho các anh chơi rồi. Quan điểm của em Hồng Anh là giá đã rất là công khai, rõ ràng. Bởi vậy là anh em cứ tính toán xem nó có phù hợp hay không. Nếu cảm thấy phù hợp với cái nhu cầu và túi tiền thì mời các anh liên hệ với em để trải nghiệm nhé. Bản thân em cũng sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức để anh em có thể chơi được một cặp dây Isoc là thương hiệu của anh. Tiếp theo nữa là hai cặp dây đem lại khá nhiều những cái cảm xúc rất là vui vẻ, rất là thích thú và giá thành thì lại cực kỳ yêu thương. Dây rất là đẹp, đến từ thương hiệu Vivanco. Trên dây chỉ có duy nhất một chữ Vivanco, chỉ có duy nhất chữ Vivanco thôi. Đây các anh có thể thấy Vivanco là một công ty con của công ty mẹ là công ty Torrent. Công ty Torrent thì đã quá tên tuổi rồi, chuyên mâm cơ than nên là thiết bị rất là chất lượng. Dây đến từ Đức các anh nhé. Sở hữu bộ đầu rắc châu Âu, rắc Đức rất là đẹp, được mạ vàng. Dây có cái độ dài là 1 mét. Các anh có thể thấy nhìn thì khá là chắc chắn. Các anh có thể cắm rút trên những hệ thống như là cassette hay là băng cối hay là CD, cần tìm cái chất âm mộc mạc. Và có phần hơi gồ ghề một xíu xíu. Đấy là chất của Đức thì nó sẽ như vậy. Thì nghiên cứu chơi cái cặp dây này các anh nhé. Thật sự thì đây là một cặp dòng dây mà rất nhiều anh em phải bảo em là thật sự là anh khá bất ngờ, bởi vì cái giá thành thì rẻ mà tại sao ra được cái chất âm nó vượt cái mong đợi của các anh rất là nhiều. Hai cặp dây tốt, đặc biệt là em đang trợ giá rồi các anh ạ. Giá này thật sự rằng là nếu mà tính toán ra thì em còn lỗ một ít đấy. Thế nhưng mà không sao, chỉ cần rằng là hỗ trợ được cái cuộc chơi của các anh và nó phù hợp với lại cái nhu cầu của các anh là đã quá ok rồi. Em đang bán là chỉ có 1 triệu 3 cho một cặp dây này thôi. Giá rất là hợp lý cho một cặp dây tốt. Thì các anh cứ lựa so với lại cái nhu cầu của mình. Nếu mà cần chơi thì liên hệ với em. Xin khẳng định rằng là các anh sẽ hài lòng với cái cặp dây này. Về mọi mặt, đầu rắc thì nhỏ, cắm được cả ở trên thiết bị cổ. Không có gì để mà phải suy nghĩ nữa. Giá thành 1 triệu 300 nghìn cho một cặp dây tín hiệu Vivanco là đến từ công ty con của công ty mẹ Torrent. Ở cuối cái clip ngày hôm nay thì lại có về được một đoạn dây em để nguyên để cho các anh có thể tự chia theo nhu cầu, vì đôi khi rằng là các anh cũng không kê loa ở trong nhà được đều. Hoặc là nếu mà các anh có nhu cầu chỉ cần chơi khoảng 1 mét thôi, hay là 50 phân hay là mét rưỡi vân vân, thì cứ bảo em sẽ sẵn sàng cắt ra được. Thì cái này thì tùy vào cái nhu cầu chơi của các anh. Đây là dòng dây đến từ chóp mà cho cái cảm giác trải nghiệm rất là hay ho. Bởi vì dây khá to các anh ạ. Một cặp dây chóp rất là to, rất là đẹp. The Chóp Company Carniva Silver Screen. Đây là cái tên đầy đủ của nó các anh nhé. Đây là cái phần vỏ của nó đây. Dây lớn lắm và rất là nặng nên là tiền ship về cũng rất là đắt các anh ạ. Dây rất là lớn và dây này, sợi này có cái độ dài là 7 mét. Với cái lõi đồng đây, với cái lõi đồng như các anh đang nhìn thấy, lõi đồng rất là chất lượng. Nói chung rằng là anh em mà ngân sách nó vừa phải thì chơi cặp này quá là ok rồi. Một cái sợi dài 7 mét tức là phải chia ra được thành một cặp dài 3 mét rưỡi các anh ạ. Một cặp rất là dài, cũng không mấy khi có hàng dài như vậy. Em chia sẻ anh em chơi với cái giá đáng nhẽ em sẽ bán là 3 triệu 6 các anh nhé, là đúng giá. Thế nhưng mà cũng dành cho anh em đang theo dõi clip này với mức giá là 3 triệu 300 nghìn nhé.
cho cặp dây dài 7 mét, à cho sợi dây dài 7 mét này 3.300.000. Một mức giá rất là tốt cho anh em đã bỏ đến 15 phút ra để theo dõi em Hồng Anh nói rồi. Anh em cần chơi dây chóp thì mà cần dây dài thì nghiên cứu cặp này rất là tốt. À, chưa bao gồm đầu rắc. Còn nếu mà anh em cần đầu rắc như thế nào thì liên hệ với em để chúng ta sẽ đi đến cụ thể hơn nhé. Mọi thông tin liên hệ với em qua số điện thoại 086-688-0998. Rất cảm ơn các anh đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với em Hồng Anh trong những cái sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.